Chào các bạn, một trận cờ hay với rất cục mãn nhãn người xem là lần gặp giữa khoái đao hiệp khách Uông Dương và đại sư Miêu Lợi Minh giải vô địch Thượng Hải năm 2021. Ở trong cuộc Uông Thiên Thổ binh 7 tấn 1, Miêu cũng vậy, dốc chốt 7, rồi Uông chốt để pháo trần và Miêu tưởng 3 tiến 5 để có thể giải bỏ sức ép của pháo đường 3 đối thủ ngay từ đầu. Uông Dương tới đây, mã đầu tiên ném ra biên ải. Chuẩn bị là gì C1 có thể bệnh 2 ngay, Miêu Lợi Minh mã 8 tấn 7 ra trần. Rồi Uông đưa C1 ra truy đuổi, Miêu lúc này bệnh C đường 8 giữ căn. Tức khắc lại tấn C lên cửa hà, hòng ngăn tránh việc đối phương tiến pháo vào phong tỏa. Nước cửa này cũng là cơ sở để Miêu có thể lấy pháo để tạt biên kích đổi. Uông Dương lại bệnh C vào, để cho Miêu mã 7 tiền 8 ngay. Nếu như C4 bệnh 2, mã 8 lại thoái về kích đổi, đỏ rõ ràng là hoài công. Quyết định của Uông Dương mã 8 tấn 7, Miêu cũng chỉ cần chờ có vậy, dù chốt 7 tấn 1, phế không để tạo ra một cục diện rất hấp dẫn. Tới đây Uông Dương lấy xe này khử. Câu trả lời của Miêu là dùng mã 8 tiền 9, đòi lại chốt, xem như cũng là cuộc tiêu đổi. Bỏ chốt 7 của mình, nhưng đổi lại quân chốt 1 của đối phương, nhân tiện đánh ra một tiên cờ. Mã đang còn đuổi lấy pháo và xe. Bởi vậy sau lựa chọn này thì xe đường 8 của Miêu cũng thể thông suốt để nhập cuộc. Thấy vậy Uông Dương lấy xe của mình rút chạy, và Miêu tấn xe ngay cửa hà. Rồi Uông dùng pháo 3 thoái 1. Cần phải vậy chấp nhận tốn ra một tiên cờ này thì mới có thể tiếp tục gác tường, cũng là ý đồ của Miêu Lợi Minh. Tới đây họ Miêu dùng mã 2 tấn thẳng đường 3 phát triển cánh quân còn lại. Thì Uông Dương cũng vậy, nhưng lại khá bất ngờ, C9 nhập cuộc lại cao xe bảo pháo ngay. Tại vì sao lại đúng là lựa chọn này, chúng ta sẽ được lý giải. Miêu Lợi Minh C1 tấn 1 hoành gấp để nhập cuộc, và Uông Dương mã 7 tiến đường 8 ngay. Hồng là chuyện nhờ xe để bảo trợ để có thể bệnh đường 8 kích đổi, nếu như đối phương cuột pháo này lên, rồi từ từ có thể triển khai thế quân về sau, ít nhất là xe của Uông Dương có thể chiếm được một đường ngang rất quan trọng. Miêu Lợi Minh không chấp nhận đổi, dùng pháo 2 tấn thẳng. Câu chuyện Uông Dương dùng pháo này cuột lên trước sau cũng phải làm. Còn nếu như không, mã không di chuyển thì quân pháo này cũng vậy, và thành thử kéo theo hệ lụy là con xe ở đường biên sẽ phải án binh bất động, chết dí như trời trồng. Còn tới đây hẳn là Miêu Lợi Minh sau đòn cờ tiến pháo chủ động sẽ thu về một thực lợi, dù C8 bệnh 2 chém được pháo ngay, ngựa đối phương kiểu gì cũng phải rút lui cả. Nhưng tới đây cách giải quyết cũng khá khôn ngoan của Uông Dương. Đầu tiên lấy C9 bệnh 4 để đe xét cục trước. Còn nếu như thay đổi thứ tự, mã 8 thoái 7, chắc chắn quân xe đứng màn biên này. Chừng nào mà xe đường 2 của đối phương không di chuyển, chừng đó xe của Uông Dương cũng chỉ còn cách đứng nhìn mà thôi. Còn tới đây Miêu Lợi Minh dùng pháo 9 quay về hai trường để có thể bảo toàn. Không phải là nước cờ bổ xi lên, có lẽ ý chí của Miêu Lợi Minh sẽ thuận lợi lấy C1 điều sang cánh bên kia về sau này. Còn tới đây quyết định của Uông Dương dùng mã 8 thoái 7 để rút chạy, và Miêu dùng chốt 3 tấn 1 để kích đổi nhằm có thể mở thông mã của mình. Đương nhiên là Uông Dương sẽ phải chấp nhận biến đánh này, xe tiêu diệt vào. Nhưng do thấy đây lại là một sai lầm của Miêu Lợi Minh. Tại vì về phía của Uông Dương chỉ cần điều pháo sang đánh đuổi, cả xe lẫn ngựa đang rơi vào hiểm cảnh. Và chuyện dễ hiểu, khi mà lấy C3 này thoát đi thì quân ngựa phía sau tắc tử. Cho nên Miêu đã thủ sẵn trước cho việc này là đòn cờ đưa ngựa lên cửa hà đánh đuổi và mồi đổi. Nhưng không dễ như vậy, Uông Dương còn có một cách đỡ rất hay. Lấy C4 bệnh sang, trước sau gì quân xe đường 3 của Miêu cũng phải rút chạy cả, và đành phải lệch ra đúng lộ còn lại. Tiếp tục là xe này đã bệnh sang, hỏi tội vào mã ngay. Đây là một điểm quân rất ngặt nghèo, trước sau gì thì về phía của Miêu cũng phải mất trắng một ngựa. Ngựa này đảo sang hướng bên kia thì quân C4 toi mạng cũng chẳng còn gì. Cho nên bớt giác dùng mã 4 thoái về đường 3. Và Uông Dương cứ vậy mà xích pháo ra tay không ngần ngại. Bắt buộc rằng tới đây Miêu chỉ còn cách duy nhất là C4 tấn 5 cố thủ. Và thế tiên của Uông Dương hiện ra như thác đổ, xe 6 tấn thẳng hai trường, trực tiếp là đe vào bên trung lộ. Xe này đã bệnh vào bắt pháo ngay. Ngựa đã được lệnh xung lên để tiến công, nhân tiện là bắt thẳng vào xe. Xe của Miêu lại đóng ngược vào trung lộ, vừa có thể giữ căn tạm thời cũng như đe ngược lại vào đối phương.
Nhưng tới đây, về phía của Uông dùng pháo 7 thoái 1 đã là một đòn cờ chí mạng. Gọi là chí mạng, tức là đang nói đến chuyện binh 5 của Miêu không thể nào thoát thân nổi. Kiểu gì pháo 7 cũng có thể quật vào được cả. Và thế công rất rát, về phía của Miêu làm cách nào mà đỡ nổi. Quyết định của họ Miêu trong gấp gáp, dùng mã 9 thoái về đường 8 ngay. Giờ Uông Dương dùng pháo này quật vào, thì Miêu có thể có chút cơ hội. Khi mã 8 nhảy qua, hòng là tiêu đổi vào pháo trung lộ. Thế công này của Uông Dương mặc dù vẫn đông đảo về quân chủ lực, nhưng sức phải tổ chức lại từ đầu. Nhưng không ngờ Uông Dương còn có một tuyệt chiêu làm cho Miêu phải giã từ vũ khí ngay. Là đòn cờ rất ngoạn mục, mã 6 thoát đi. Thoát là nhằm cho việc cả hai xe này liên kết nhau, cho nên chỉ cần chọc xe vào tuyến đáy chiếu là sát cơ ngay. Nước cờ này còn tinh xảo, đủ để ngăn cản đòn cờ tiêu đổi là hy vọng duy nhất của họ Miêu. Mã 6 đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Còn lấy xe này mà cảm tử thì cũng thua thảm. Thua một quân đã khó khăn, huống hồ gì cả xe lẫn ngựa. Còn tới đây, nước cờ để vớt vát của Miêu nếu như muốn cầm cự là dùng xe 3 thoái 1 cũng không ổn. Tại vì bỏ luôn cả pháo trung lộ, mã 4 tấn 2, đe ra một lúc tới 2 sát cục mà không có cách nào Miêu có thể đỡ được một cách vẹn toàn cả. Cho nên việc nhận thua cũng chỉ vì lẽ miễn cưỡng mà thôi. Còn trận cờ tiếp tục, chúng ta sẽ gặp lại đại sư họ Miêu trong lần gặp giữa anh với Thuân Bằng. Ở trong cuộc lần này đổi lại một chút, Miêu tiên thủ, pháo đưa vào trung lộ, Thuân Bằng thì mã 8 tấn 7. Miêu đã dùng mã để thúc lên. Thuân Bằng lấy xe bình 8, Miêu lúc này đưa xe 1 bình 2. Thuân Bằng chủ động lầm mở trước chốt 7. Rồi Miêu tiến xe phải qua hà, Thuân Bằng nhảy mã cánh bên kia. Miêu lấy mình bình 5 tấn 1. Cấp công vào giữa trung lộ, đưa cuộc cờ về một thế rất ác liệt. Thuân Bằng mở chốt còn lại lưỡng đầu xà để có thể nghênh chiến ngay. Miêu Lợi Minh quyết liệt dùng binh 5 tấn 1 thêm một nước cờ. Thuân Bằng bổ xi lên cố thủ, rồi Miêu dùng mã 8 tấn 7 ngay. Tới đây Thuân Bằng dùng pháo 2 tiến 1 để làm gì, đánh đuổi vỏ xe, giải trừ cho sức ép về sau này của cánh trái bên kia. Tới đây Miêu Lợi Minh buộc phải lấy xe rút chạy ngay cửa hà, rồi tức khắc đưa pháo mở ra cánh biên mời đổi. Miêu Lợi Minh sớm chấp nhận biến đánh này, mã 7 thoái đường 8 ngay, rồi tức khắc lạch chốt sang. Lợi ích thu về của Miêu Lợi Minh thì rõ ràng, nhưng việc này chỉ đúng một chốt có đủ lực để tiến công. Thuân Bằng tưởng 3 tiến 5, một là cố thủ, hai là chuẩn bị dọn sẵn đường, xe đường 1 cũng có thể khai thông. Chắc chắn là nhanh hơn đối thủ. Miêu Lợi Minh mã 7 tiến 5. Rồi Thuân Bằng đã điều xe vào. Miêu tiếp tục ngũ cửu pháo trận, pháo tạt biên để quân xe này lấy lộ còn lại. Và Thuân Bằng giải quyết trước cho chuyện đối phương chuẩn bị xuất xe đuổi pháo của mình. Tấn thẳng một mạch. Hẳn là tới đây, vì vậy mà nước cờ lấy xe bình 8 của Miêu không thể nào xem xét được. Cuộc cờ sẽ rất khó đi. Về phía của Thuân Bằng đầu tiên, xích pháo này tiêu đổi. Mã 3 tấn 5, rời đoạn tấn chủ lực còn lại lên để vây cùng. Mã đường 5 không còn chỗ nào để phát triển cả, buộc phải thoái về. Và quân xe tới đây của Thuân Bằng chiếm giữ được một hàng chốt rất quan trọng, kiểu gì cũng dễ dàng để chiếm được phần ưu cả. Những mảnh đất gọi là màu mỡ nhất, gần như Thuân Bằng, pháo, mã và xe đều chiếm đóng cả. Ngược lại, Miêu Lợi Minh chỉ còn đúng một quân chủ lực đường 8 này là có thể thông suốt mà thôi. Đường tiến công chẳng mấy sáng sủa. Cho nên đó cũng là lý do mà trong trận thực chiến không thể nào lấy xe bình đường 8 được. Miêu đại sư quyết định dùng chốt này để tiêu khử, nhưng vì để mã 5 có thể thoát thân lên ngay. Thuân Bằng tới đây đã quyết định dùng pháo chém thẳng vào binh. Đây hẳn không phải là đòn cờ tiêu đổi. Khi mã 3 tấn 1 thì pháo này vọt vào chém mã thứ nhất vừa chiếu, lại bắt luôn cả mã thứ hai. Cho nên bắt buộc rằng về phía của Miêu phải đưa quân rút chạy, mã 5 tiến 4 ngay. Và Thuân Bằng dùng pháo này của sang bắt luôn cả chốt bên kia, rất tài. Miêu Lợi Minh mới có thể lấy xe bình 8, nhưng tất rằng không thể nào di chuyển, bởi vì Thuân Bằng chỉ cần dùng pháo rời về hai trường và cô cản. Cả mã lẫn chốt đang bị vây đuổi. Quyết định của Miêu dùng chốt 3 tấn 1 để hậu thuẫn ngay. Chốt sau giữ chốt trước, còn chốt trước thì giữ ngựa, xem như tạm thời Miêu vẫn có thể cố thủ. Thuân Bằng dùng chốt 3 tấn 1 ngay. Đòn cờ này không chỉ là một thực lợi quan trọng mà Thuân Bằng đã đưa qua hà để chờ công. Mà việc này có ý nghĩa rất lớn tới bố trận về sau này của nhị vị.
Đặc biệt là về phía của Miêu, quân xe đường 8 gần như đã mất đi khoảng không gian để hoạt động. Việc lấy xe thăng lên cửa hà có lẽ là một con đường độc đạo dễ chạy hơn rất nhiều, nhưng bị đối phương đã giành trước. Bởi vậy xe 8 tạm thời sẽ phải bất động. Quyết định của Miêu đã rời hình, dùng pháo 5 tấn 1, chuẩn bị là sẽ bổ được tường. Thân bằng dùng xe này tấn lên ngay mời đổi. Miêu không chấp nhận, tượng 7 tiến 5 để phòng thủ. Rời thân bằng dùng binh 5 tiến 1 ngay. Thấy vậy Miêu dùng pháo này của Giang chứ sao cũng phải làm. Vào thân bằng chốt đã thủ tiêu. Miêu tới đây dùng pháo 9 thoái 1. Vào thân bằng mã 8 nhảy ra biên ải. Vừa công lẫn thủ, thân bằng đánh rất nhịp nhàng. Tới đây Miêu lợi minh sau nước cờ rời pháo có thể đe ra một việc. Pháo vỗ vào trung lộ bắt được chốt, nhưng đổi lại thân bằng cũng ám phục được mưu đồ là chốt 3 bằng 2 đuổi được xe. Xe của Miêu buộc phải lánh vào lộ còn lại, rồi tiếp tục đưa mã 3 tấn 4. Thứ nhất là thân bằng có thể thoát được thân. Thứ hai, kết hợp pháo có thể giữ được vào bên trung lộ. Bởi vậy Miêu không thể nào tiếp tục tổ chức tiến công được. Quyết định là mã 3 tấn đường 4 ngay. Cho tới lúc này thì Miêu vẫn đang miệt mài để tổ chức tiến công. Còn về phía của thân bằng, dùng binh 5 tiến 1 là một đòn cờ không thể nào khác được. Khi mà đối phương dùng mã đang còn truy đuổi đồng lúc cả xe lẫn ngựa của mình. Miêu thấy vậy, đưa mã này phóng lên. Hòng là gì ngoạ tàu là thứ nhất. Thứ hai là chuẩn bị bắt được vào pháo của thân bằng. Thân bằng không chấp nhận đổi, dùng pháo này tấn 1. Và Miêu lợi minh dùng pháo chém đường chốt ngay. Vô cùng bất ngờ, từ chỗ một thế quân rất bị động, nhưng tới đây thế công của Miêu đã hiện ra khá rõ nét. Pháo trung lộ, mã thì ngoạ tàu, nhảy tùy nghi một trong hai hướng. Nhưng nguy hiểm nhất chính là việc quân xe đường 7 có thể cắm lên thành xếp cục, cho nên thân bằng sẽ phải tìm cách để ngăn cản. Tới đây dùng mã 4 tấn 3 để ém chặt, xem như là một nước cờ thân bằng đóng cửa cài then. Miêu lợi minh đến ngàn đời xe đường 7 cũng không thể nào ra tiền tuyến được, cho nên nước cờ lấy chốt 3 bình 2, chấp nhận là xa kinh thành hơn một đoạn. Nhưng tới đây họ thân đã rất thành công về mặt chiến lược. Miêu không thể nào tổ chức được tiến công với pháo và mã còn lại, đặc biệt rằng nước xe của thân bằng để uy lực để có thể đánh đuổi vào mã của họ Miêu. Miêu buộc phải dùng mã này nhảy đi thuận thế dương khiên, mã nhảy chiếu tướng xuất, rồi lại tiếp tục dùng pháo này bắn thẳng vào sĩ trung lộ. Hòng là gì, mã đang còn truy đuổi, cho nên đây hẳn không phải là một đòn cờ cảm tử. Tới đây thân bằng đã dùng xe của mình rút chạy, rời đúng về ba trường. Bởi vậy cả hai quân mã của Miêu không thể nào thoải mái để di chuyển. Nhưng việc đầu tiên là phải thoát pháo ở trung lộ trước. Pháo 5 bình đường 8 nhòm lại chốt ngay. Vào thân bằng bình pháo vào trung lộ, sĩ 6 tấn 5, rồi tức khắc sĩ này cũng bổ lên đánh đuổi. Ngựa còn đúng một trốn để chạy mà thôi, mã phải quay về. Còn nếu như nhảy ra đường 2, đường hướng tiến công sau này cũng chẳng mấy sáng sủa cả. Còn tới đây, sau khi đối phương lấy xe tấn 1 để truy đuổi, kế hoạch được họ Miêu chuẩn bị là mã 5 tấn 3 để kích đổi. Thân bằng chấp nhận biến đánh này, binh 3 tấn 1. Và tới đây lượt của mình thân bằng lấy chốt 2 binh 1 lại chém luôn cả chốt. Tại vì sao? Lại không đưa xe hoặc mã để tiếp cận, hoặc là quân binh này giữ nguyên vậy để cố thủ vào mã của mình. Tìm cách dùng chốt 2 tấn 1 có phải là sẽ gần hơn, nhanh chóng hơn một đoạn trong việc để tìm ra cửa công sát mà lập công đầu. Quyết định của thân bằng lại đầy khó hiểu, đưa một chốt của mình cũng lánh ra tiết tần biên ải. Câu trả lời chúng ta sẽ được rõ ràng ngay. Miêu đã nhận thấy một sự hiểm ác trong đòn đánh vừa rồi, lập tức đã dùng mã 4 thoái 3. Để làm gì? Còn nếu như chẳng thì không thể nào toàn thây được. Thân bằng xe 4 tấn 2. Tức là tới đây thân bằng đang còn tìm cách để ngăn cản việc mã 3 tiến 5 phi vào trung lộ để có thể hóa giải cho đòn hiểm của mình. Mã 3 chỉ cần nhảy ra biên ải hoặc là phi lên đường 2 để chờ cho nước cờ nhảy về thành sát cổ. Còn tới đây, Miêu Lợi Minh đã dùng pháo quay về. Tức là câu chuyện có thể bình vào trung lộ rồi bảo kê cho mã 3 tiến 5 hóa giải thế công nguy hiểm nhất của đối thủ. Nhưng thân bằng cũng ra tay rất nhanh gọn, mã 3 tấn 1 để đe dọa. Dọa cho việc gì? Tất nhiên là mã 1 tấn 3 nhảy chiều trước, ép buộc xe 7 phải tấn 1. Giờ dùng xe 4 chỉ cần cắm lên sát cục ngay. Cho nên Miêu Lợi Minh tới đây không còn cách nào khác cả,
dùng mã 3 tiến 5 phi vào trung lộ. Còn câu chuyện thay đổi thứ tự này bằng cách dùng pháo đảo về một vài nước để ngăn cản cũng không thể nào được lâu dài. Khi thân bằng chỉ cần bệnh chốt vào đủ để gọi án tử. Mất một quân với thế quân bị giam hãm kiểu này, không còn gì mà Miêu có thể vùng vẫy cả. Còn trong thực chiến, quyết định của Miêu như đã đề cập, mã 3 phi vào trung lộ làm vật tế thần. Tất nhiên thân bằng không thể nào buông tha, lấy xe này tiêu diệt. Và Miêu còn có cơ hội lấy xe để vỗ mặt, tướng của thân bằng phải vào trung lộ. Rồi lại dùng xe này cắm thẳng lên để giam cầm. Tức là xe trung tâm tạm thời không thể nào di chuyển, tại vì động đậy thì pháo sẽ mất mã ngay. Nhưng tới đây việc của thân bằng là chỉ cần lấy xe 5 bệnh 2. Chuẩn bị là gì? Dùng xe này cắm lên trở thành xe cổ. Nhưng suy nghĩ và quyết định cuối cùng của họ Miêu tiếp tục buông bản để nhận thêm một bản thua. Chuyện cũng hoàn toàn rõ ràng mà thôi, mất tiếp một quân cờ là điều không thể nào tránh khỏi. Thứ nhất để giải sát hoặc là lấy xe này tiêu diệt, e rằng cũng toi mạng. Tại vì đầu tiên mã 1 xe tấn 3, tướng quân bật ngựa, rồi lấy xe này mà vỗ mặt vào, công mà chạy đằng trời cũng không lối thoát, cho nên không thể nào tiêu đổi một cách tùy tiện. Để giải sát, phương án thứ hai, đưa tướng quân xuất cung cũng không ổn, xe này chỉ cần cầm chiếu ngay. Nếu như dùng tướng để tấn 1, thì mã 1 chỉ cần quay về đường 3, rồi rời xe về hai trường sát cổ, cho nên bắt buộc rằng phải thí tưởng, thì cũng to như thường. Tướng leo lầu, mã vẫn nhảy, tướng tấn, rồi lại rời xe. Tường thoái một, hoặc là có thể lưỡng chiếu, hoặc là bệnh xe đường 2 cũng sát được. Tới đây tướng chạy cờ nào cũng đều bị xe theo và truy sát cả. Bởi vậy trong hình cờ này muốn sống sót sẽ phải tìm phương án khác, hoặc là lấy xe quay về một mạch cũng không thể nào đỡ được. Mã 1 xe tấn 3 ép buộc xe phải trồi lên lại. Giờ xe 2 vẫn có thể móc đáy và sát cục như thường. Cho nên suy ra trong hình cờ vừa rồi còn một cách cuối cùng để Miêu có thể vùng vẫy được. Đầu tiên, bình pháo vào. Tới đây nếu như thân bằng dùng xe này cầm chiếu, tất rằng Miêu chỉ cần rời xe về. Mã nhảy thì pháo cũng chỉ cần được lệnh quay về mà cố thủ. Miêu còn có thể gắng cự được một đoạn rất dài. Nhưng chỉ cần thay đổi thứ tự, chắc chắn là Miêu cũng không thể nào thoát thân được. Đầu tiên là gì? Không phải xe cầm chiếu, mà dùng mã 1 xe tấn 3 nhảy chiếu ngay. Nếu như chủ động rời xe về thì biến cờ xét cục đã được kể tên, tức là xe này vẫn chọc lên như thường, cho nên bắt buộc rằng tướng quân phải xuất ngay, thì xe của thân bằng vẫn cầm chiếu. Nếu như lựa chọn là dùng tướng này leo lầu 2 thì càng sẽ thua một cách chóng vánh hơn. Mã 3 chỉ cần thoái 1 để đe dọa, mã 1 thoái 3 giờ kết thúc như đòn cờ ở trước, cho nên buộc lòng xe 6 phải bành bày. Nhưng về phía của thân bằng còn có một tác nhân rất nguy hiểm, chốt 1 xe bệnh 2. Bảo kê cho chuyện mã 1 vẫn có thể quay về, tướng leo lầu, rồi lấy xe này rời về hai trường để xuất cổ. Cho nên buộc lòng phải rời xe về đánh đuổi và ngăn cản. Thân bằng vẫn mã 1 thoái 3, vẫn giam cầm như vậy, Miêu Lẩm Minh không biết đi được quân nào cả. Tới đây, dùng pháo 6 bệnh 7 là một cơ hội cuối cùng. Thân bằng cũng chỉ cần điều xe vào, cứ chờ đợi trước vậy. Và tới đây cho dù họ Miêu có đánh kiểu gì, thì về phía của thân bằng cũng chỉ cần lấy chốt 2 tiến 1, bắt luôn cả xe, chẳng còn gì để Miêu có thể vùng vẫy cả. Lấy xe này, bắt buộc rằng phải diệt mã, mất mạng và rơi vào thế thảm, khi lực đã bất tổng tâm, còn đúng một pháo làm sao mà cầm cự. Bởi vậy đó cũng là lý do ngay tại hình cờ này một biến đánh cuối cùng, Miêu còn có thể vớt vát bằng biến cờ là thí tưởng. Thân bằng hẳn nhiên cứ ra tay thôi, tướng leo lầu, rồi vẫn quay ngựa về biên ải, chờ cho việc lập công đầu, bắt buộc là sĩ phải tung lên để mở đường tướng quân vào trung lộ, thì xe này sẽ diệt luôn cả sĩ, tướng quân phải vào ngay. Tới đây dùng pháo rời về hai trường, thì xe của Miêu sẽ quay về. Mã vẫn xe nhảy, vẫn đe dọa, pháo lùi về cố cản. Nhưng xe của thân bằng chỉ cần chém luôn cả tường, đánh đơn giản như vậy cũng đủ để làm mất đi mọi hy vọng còn lại của Miêu Lợi Minh. Cho nên đó cũng là toàn bộ lý do Miêu buộc phải buông cờ sau khi trúng phải một hiểm chiêu quá tàn độc của đối phương. Chính là ngay tại đây, xe 5 bệnh 2 rất cao cường. Một giải đấu chẳng mấy thành công của mãnh tướng Hạ Môn. Còn video này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.